Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị. Tập 59. Chương 581. Xương trắng khắp thành xuống bùn đen. 6. Hai bên vẫn tiếp tục đối đầu, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Trong số nam nhi thuộc 6 chi trong mình ra, cũng có một hai người thông minh, nhận thấy tình hình không ổn. Lại nghe tới 4 chữ ngọc đá cùng tan của đại ca, đều cảm thấy sợ hãi. Thân là thương nhân làm sao có tư cách ngọc đá cùng tan với triều đình. Trứng trọi đá thì có cố thế nào cũng không thể gây tổn thất gì cho tảng đá. Huống chi mình đâu phải con ruột của Minh Lão Thái Quân, vì sao mình phải hy sinh mạng sống bản thân. Vì vậy, Minh Nhị Gia và Minh Tam Gia đều vây lại, gương mặt ra vẻ đau đớn khôn nguôi nhưng lại thì thầm vào tai Minh Thanh Đạt. Khuyên bảo Minh Lão Gia phải để ý tới tính mệnh của mấy vạn người trong tộc, tạm thời nhường nhịn, chuyện báo thù cho Minh Lão Thái Quân phải từ từ suy tính. Minh Thanh Đạt tự tay giết chết Lão Thái Quân, trong lòng vốn thấp thỏm, vẻ mặt tái mét cũng không phải cố tình giả bộ. Do vậy trong tình hình hiện tại, hắn buộc phải tỏ thái độ thù hận không đội chung trời, không đứng chung đất với giám sát viện. Lúc này có Minh Nhị Gia và Minh Tam Gia đứng ra khuyên bảo. Trong lòng hắn cũng thoáng an tâm hơn một chút, lại vờ vịt đau khổ mâu thuẫn. Không biết hai bên đối đầu bao lâu, đột nhiên nghe tiếng động ồn ào vang lên bên ngoài. Tiếp theo đó là tiếng vó ngựa liên hồi, không biết bao nhiêu người ngựa xông vào. Trong lòng Minh Thanh Đạt run rẩy, thầm nghĩ rõ ràng hắc kỵ của giám sát viện đang giang bắc, không thể đánh vào trong Minh Viên vào lúc này được. Thế thì người tới là ai? Hơn ngàn quan binh cưỡi ngựa phi thẳng vào. Hàng trường thương san sát, quân uy oai hùng, lập tức đã tách rời tư binh của Minh Viên và các quan viên giám sát viện. Trong lúc nhất thời cho bụi mịt mù, khí thế hùng hổ. Người đến chính là binh lính trong khu vực do Tổng đốc Giang Nam điều động. Bọn họ nhận lệnh khẩn cấp, lập tức xuất phát chạy tới, cuối cùng cũng kịp ngăn giữa hai nhóm người đang giương cung bạt kiếm trước khi thảm họa phát sinh. Người dẫn đầu là một tham tướng. Hắn đã biết về sự việc đang diễn ra tại đây, sắc mặt nghiêm nghị nói mấy câu gì đó với Minh Thanh Đạt. Định vào lễ bái bái Minh Lão Thái nhưng lại được biết rằng Minh Viên vẫn chưa thu xếp xong, hơn nữa nơi Minh Lão Thái Quân đã qua đời quá. Tế nhị, hắn đành phải bỏ qua. Theo đội ngũ quân lính trong châu phủ đến Minh Viên, còn có một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ thuộc giám sát viện. Hắn tới gần Đặng Tử Việt, truyền đạt lại đôi câu của Đề Tư Tư đại nhân. Đặng Tử Việt không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm cho dù có rút lui cũng không có vấn đề gì. Với hơn 1.000 binh lính châu phủ ở đây, cho dù Minh Gia muốn động thủ cũng không được. Vấn đề là, nếu làm khác nào tuyên bố bọn họ chấp nhận lời nói giám sát viện bức tử Minh Lão Thái Quân. Hắn không hiểu Phạm Nhàn đang nghĩ gì trong lòng, rõ ràng phương pháp ứng phó tốt. Nhất lúc này là điều hắc kỵ đến, thừa cơ mượn cớ diệt sạch cả Minh Gia mới đúng. Có điều khi quân lính châu phủ đến đây, vừa là để bảo vệ tính mạng của những quan viên giám sát viện, VLA để ngăn cản khả năng hắc kỵ tàn sát Minh Viên. Về phần nguyên nhân cái chết của Minh Lão Thái Quân mà Đặng Tử Việt vẫn luôn nghi ngờ. Chỉ Tô Châu Phủ mới có quyền điều tra khám nghiệm, giám sát viện không có tư cách đó. Mà tất cả các quan viên quản lý ở Giang Nam đều là người của Minh gia, chắc chắn không thể tìm ra vấn đề gì. Vì vậy, hắn càng không hiểu, rốt cuộc Đề Ti đại nhân sắp xếp như thế nào. Chu quản gia kia còn chưa bắt được mà, cứ để mặc mọi chuyện tiếp tục phát triển như vậy à? Thời tiết giữa xuân, trong thành Tô Châu lại mang một màu trắng tinh khôi. Đó không phải là màu của tuyết, nhưng lại lạnh lẽo hơn tuyết. Hầu hết mọi dân chúng trong Tô Châu đều đeo hiếu, những tấm vải trắng như tuyết kia giống như những tấm chiếu chỉ lạnh lẽo. Thuật lại ân đức và công lao của Lão Thái Quân Minh Gia đối với nhân dân Giang Nam. Tin tức về cái chết của Lão Thái Quân Minh Gia đã lan truyền khắp Giang Nam chỉ trong một đêm. Còn tình hình cụ thể về cái chết của bà lão này thì được mọi người đồn đại đủ đường, ngày càng trở nên ly kỳ. Nhưng cho dù trong tin đồn phiên bản nào, mũi giáo đều chỉ về giám sát viện, cơn thịnh nộ của dân chúng bắt đầu tích tụ. Có điều trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không tìm được cách nào phát tiết.
Nhà môn giám sát viện xưa nay luôn bí ẩn nên tạm thời chưa xuất hiện cảnh tượng oanh liệt hàng vạn người dân chặn cửa đòi công lý. Còn hoa viên mà Khâm Sai đại nhân đang ở cũng có trọng binh canh gác, bách tính tạm thời không có dũng khí đến ra oai. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 582, Ta Ngồi Trên Lầu Ngắm Lòng Dân, 1. Vì vậy mọi người không còn cách nào khác đeo hiếu, dùng vẻ mặt bi thương và phẫn nộ, dùng tiếng chửi độc địa trên phố phường để biểu thị thái độ phản đối trầm lặng của mình. Đó là đối với giám sát viện, cũng là đối với tiểu phạm đại nhân. Linh đường cho Minh Lão Thái Quân vẫn chưa mở, vì vậy các quan viên và giới quyền quý đến thăm viếng tạm thời ở lại Tô Châu. Toàn bộ thành Tô Châu đều bị bao phủ trong bầu không khí lạnh lẽo đó, hoàn toàn không giống với cảnh xuân xung quanh. Có điều Phạm Nhàn lại chẳng hề để tâm đến những điều này, da mặt của y đủ dày, nội tâm cũng đủ đen tối. Tinh thần cứng rắn đến mức có thể xem cảnh tang lễ trên toàn thành như một bộ phim kiếp trước, còn những tiếng chửi rủa mình từ ngoài sáng trong tối, y hoàn toàn không để vào tai. Y đang ngồi trên tầng cao nhất của chi nhánh Tân Phong quán tại Tô Châu mà mình đã bao trọn, trong lòng chỉ lo lắng cho Hải Đường. Ngày ấy Hải Đường đã thay y đi tìm Chu tiên sinh của quân Sơn Hội nhưng vẫn chưa về, y không biết liệu có chuyện gì nguy hiểm không. Nghĩ tới đây, y không khỏi nở nụ cười tự giễu, trên thế gian này người đủ năng lực đả thương đoá đoá chỉ có thể là mấy vị đại tông sư kia. Y cầm bát lên, ăn xì sụp vài miếng mì, thở dài thỏa mãn rồi mới mở miệng nói, Minh lão già, lần này ta bị ngươi hại cho thảm rồi. Minh Thanh Đạt quỳ bên cạnh hắn, khấu đầu liên tục, nịnh nọt nói, suy nghĩ của đại nhân linh hoạt như dòng sông dài, khí thế uy nghi như núi lớn. Sao lại quan tâm đến những mấy cơn gió nhỏ quanh người mình? Nước sông cuồn cuộn, hoàng hà tràn lan. Đứng lên đi, bây giờ ngươi đã là chủ nhân chân chính của Minh gia, trước mặt bản quan không cần khiêm cung như vậy. Phạm Nhàn nhìn Minh Thanh Đạt bằng ánh mắt hứng thú, sau đó tiếp tục bưng bát mì sợi lên ăn xì sụp. Hôm nay Minh Thanh Đạt âm thầm tới Tân Phong quán, tránh né tai mắt mọi người, đã hết sức thận trọng, nhưng trong lòng cũng hơi bồn chồn. Dù sao bây giờ trong thành Tô Châu đang mang đầy không khí bi thương phẫn nộ, hàng vạn người trong Minh gia tất cả đều đang nhìn vị gia chủ đương nhiệm là mình. Nếu để họ biết mình lén lút tới gặp Khâm Sai đại nhân, chỉ e mình không thể tiếp tục làm tộc trưởng được nữa. Nhưng vấn đề là, hôm nay đã gặp mà từ đầu đến cuối Phạm Khâm Sai vẫn không nói câu nào rõ, khiến trong lòng Minh Thanh Đạt cảm nhận được một chút khác thường. Phạm Nhàn đặt bát xuống, suy nghĩ một hồi rồi nói, trước tiên đừng nói vấn đề khác trước, ta chỉ hỏi ngươi, Chu tiên sinh mà ngươi hứa sẽ đưa cho ta giờ đang ở đâu? Minh Thanh Đạt cảm nhận được hàn ý và sức ép trong giọng nói của Khâm Sai đại nhân, vô thức cúi đầu biện hộ cho mình, người kia. Thanh Đạt không thể kiểm soát được, để hắn ra khỏi Minh Viên, đây là lỗi của Thanh Đạt, xin đại nhân trách phạt. Trách phạt? Phạm Nhàn cười tự giễu nói, bây giờ ngươi gây ra chuyện như vậy, ta còn trách phạt ngươi thế nào được? Minh Thanh Đạt thở dài một tiếng, nói, chẳng lẽ đến giờ đại nhân vẫn chưa tin thành ý của ta? Phạm Nhàn lắc đầu nói, lần trước trong đại trạch viện của nội khố, ta đã nói rồi. Cầm bát như rồng thổ châu, dùng đũa như phượng gật đầu, ăn cơm no tới 8 phần, không hết thì tự mang đi. Cách làm người, làm việc hay ăn cơm đều như vậy, phong thái phải đẹp, phải biết cách đúng mực. Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt Minh Thanh Đạt, trong hiệp nghị của ta và ngươi, ngươi bán người cho ta, giữa chúng ta đã thỏa thuận nhưng hoàn toàn không đề cập tới những nội dung phía sau. Ngươi không thông báo cho ta mà tự tiện làm việc, cục diện bây giờ khiến bản quan rất khó khăn. Minh Thanh Đạt im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, chuyện đã đến nước này. Để Minh gia không tan thành mây khói trong tay ta thì một số kẻ ngăn cản phía trước phải được loại bỏ. Tin ngài cũng có thể lý giải. Lý giải là một chuyện, ngươi không được ta cho phép mà tự tiện hành động, đó lại là chuyện khác. Phạm Nhàn khiển trách, đừng tưởng ngươi để thuộc hạ của ta vào Minh Viên, thừa cơ hành động là có thể che giấu hoàn toàn sự việc này. Phải biết bản quan đã phải trả giá rất đắt lớn trong việc này, bây giờ toàn bộ Giang Nam đều đang nhìn chằm chằm vào ta.
Người tự nghĩ thử xem, làm sao cứu vãn được chuyện này. Minh Thanh Đạt im lặng, một lát sau nói, đây là lỗi của Thanh Đạt sẽ tìm cách khắc phục. Phạm Nhàn gật đầu, nhưng thực chất trong lòng không mấy tin tưởng con cáo già này với tâm địa độc ác này. Minh Thanh Đạt thấy sắc mặt của Khâm Sai đại nhân có vẻ nguôi giận mới đánh bạo nói, đại nhân, trong Minh Viên có người tụ tập bao vây quan viên của giám sát viện, sự việc này cần phải điều tra một chút. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 583, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân, 2. Nghe câu này, Phạm Nhàn không nhịn được bật cười. Mình lão gia này không chỉ tâm địa thâm độc mà da mặt cũng dày đến mức sánh ngang với mình. Y thở dài nói, nếu để người ngoài nghe được câu này, không biết sẽ hoảng sợ đến mức nào. Đường đường gia chủ Minh gia lại khuyên giám sát viện điều tra Minh Viên. Minh Thanh Đạt mỉm cười nói, nếu không như vậy, làm sao đại nhân tin tưởng tấm lòng của Thanh Đạt? Yên tâm đi. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, thân phận địa vị của ta khác với ngươi, ngươi không thể giao tiên sinh họ Chu kia cho ta, nhưng những gì ta đã đáp ứng nhà ngươi, ta sẽ làm được. Mình lão lục, ta sẽ xử lý, ngươi không cần quá để tâm. Có điều, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Minh Thanh Đạt, thúc ép, vẫn câu nói lúc trước, lần này ngươi ám toán bản quan một trận, bây giờ tất cả mọi người ở Giang Nam chỉ hận không thể ăn thịt bản quan. Vấn đề này ngươi phải nghĩ cách giải quyết, bằng không thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Minh Thanh Đạt thành khẩn cúi người tuân lệnh, lại hỏi ý kiến, về phía lão tứ kia thì sao? Phạm Nhàn im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn. Minh Thanh Đạt thầm thở dài trong lòng, biết dẫu sao trong tay Khâm Sai đại nhân cũng giữ một số nhược điểm, mới có thể yên tâm để mình ngồi trên chức vị gia chủ Minh gia. Chuyện cướp tù Minh tứ gia, giám sát viện nắm được nhân chứng, bất cứ lúc nào có thể lôi ra tiêu diệt mình. Phạm Nhàn như cười như không nhìn hắn một cái, nghĩ thầm quân cờ như Minh tứ gia sao lại lấy ra vào lúc này được. Nếu không truy cứu vụ cướp ngục, Minh tứ gia cũng không có tác dụng gì. Nếu truy cứu, Minh tứ gia cũng chỉ có đường chết thôi, há chẳng đáng tiếc lắm thay. Bây giờ tâm trạng của người vẫn đang kích động, không nên vội vàng giải quyết tâm phúc của lão thái quân. Phạm Nhàn căn dặn, đột nhiên cười nói, loại chuyện này ngươi giỏi hơn ta, ta nói vậy có vẻ dư thừa rồi. Minh Thanh Đạt gấp rút cung kính đáp, tất cả là nhờ chỉ dẫn của Khâm Sai đại nhân. Đừng khiêm tốn, khóe môi Phạm Nhàn khẽ cong lên, ngăn hắn. Là thủ đoạn lợi hại như lúc cuối thì làm sao bản quan nghĩ ra được. Ngoài ra, Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, khi mọi việc đã lắng xuống, chuyện Hạ Tê Phi nhận tổ quy tông, ngươi bắt tay vào sắp xếp một chút. Minh Thanh Đạt đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vừa bình tĩnh vừa mang tâm trạng phức tạp nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau mới nói nhỏ, đại nhân vẫn còn nghi ngờ tại hạ. Đừng nói những lời khoa trương đó. Phạm Nhàn đáp, ngươi hiểu, ta cũng hiểu, ngươi không tin ta, đương nhiên ta cũng không tin ngươi. Hạ Tê Phi mới là người ta thật sự tin tưởng. Một ngày hắn còn chưa vào Minh Viên tham gia nghị sự, hiệp nghị giữa ngươi và ta vẫn chưa coi là đã được thực hiện. Nếp nhăn của Minh Thanh Đạt dường như càng sâu hơn, hít sâu một hơi nói, từ nhỏ Thanh Thành đã có hiềm khích với ta, chỉ e hắn hận ta tới thấu xương. Thôi được, tuân theo mệnh lệnh của Khâm Sai đại nhân, ta sẽ nhường nhịn. Nhưng lão thái quân vừa mới qua đời. Đang lúc tâm trạng mọi người rất kích động, ai cũng đều biết Thanh Thành là tâm phúc của đại nhân, để hắn nhận tổ quy tông, ta sợ không thể kiềm chế được phản ứng của hàng vạn người trong tộc. Phạm Nhàn lắc đầu nói thẳng, giờ là lúc sao rồi? Toàn bộ Giang Nam đều đang oán hận ta, ngươi nghĩ ta còn quan tâm đến lời phản đối của mấy vạn người trong tộc ngươi à? Tình hình hiện tại là do ngươi tạo thành, đương nhiên trong tộc phản đối ngươi cũng phải giải quyết. Ta chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình, đó là việc ngươi phải suy nghĩ. Sắc mặt Minh Thanh Đạt có vẻ ưu tư, nói, việc này thật ra hơi khó khăn, không có gì là khó cả. Phạm Nhàn cười nhạo nhìn hắn. Những mưu kế của ngươi khiến bản quan cũng phải tán thưởng. Lão Thái Quân đã được chôn cất, giám sát viện cũng không có quyền điều tra cái gì, nhưng ta vẫn phái người theo dõi ngôi mộ đó.
người gặp khó khăn, dù sao cũng tốt hơn là bản quan gặp khó khăn. Nếu như bản quan thật sự gặp khó khăn đến mức không thể chịu đựng nữa, thì cả đời này người sẽ đầy rẫy khó khăn. Phía giám sát viện đã nắm đủ nhược điểm liên quan đến Minh Thanh Đạt, nếu Minh Thanh Đạt còn có ý gì đồ khác. Trước khi những ngày tháng tốt lành của Phạm Nhàn qua đi, chắc chắn Minh Thanh Đạt sẽ là người đầu tiên bị ngàn đao băm vằm. Chuyện tới nước này, đương nhiên Minh Thanh Đạt cũng hiểu, tuy mưu tính lão luyện của mình giúp bản thân lên làm chủ nhân thật sự của Minh gia, nhưng cũng là đặt mông ngồi lên trên núi lửa. Đặc biệt là chiêu cuối cùng lừa dối Khâm Sai đại nhân, tuy khiến cho giám sát viện không thể đe dọa Minh gia, nhưng cũng thật sự chọc giận Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lột bỏ lớp mặt nạ, bắt đầu tiến hành uy hiếp trắng trợn. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 584, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân, 3. Đối với loại uy hiếp trắng trợn này, Minh Thanh Đạt biết mình chỉ có thể chấp nhận toàn bộ, mình đã làm nhiều chuyện. Đại nghịch bất đạo như vậy, không ngờ cuối cùng lại hóa ra làm lợi cho đối phương. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, nhìn Khâm Sai đại nhân, nói, đại nhân, tính toán hay quá. Phạm Nhàn không hề tức giận, cười nói, mình lão gia thích tính toán người khác, bây giờ lại bị bản quan tính toán, đương nhiên trong lòng không thoải mái rồi. Nhưng ngươi đừng nghĩ bản quan quá lợi hại, trong phương diện này ta thật sự không có năng khiếu gì. Giọng nói của y hóa thành lạnh lẽo, không có dục vọng thì mới đủ cương trực, mình lão gia muốn quá nhiều thứ, đương nhiên cũng tạo ra quá nhiều cơ hội cho bản quan. Còn về âm mưu, ta luôn cho rằng thứ này không đáng sợ bằng lực lượng trực tiếp. Tính tới tính lui, cuối cùng lại mất mạng. Mình lão gia, sau này làm việc nên thành thật hơn một chút, thành khẩn hơn một chút. Minh Thanh Đạt im lặng, ngươi về trước đi. Còn rất nhiều việc cần ngươi xử lý, chẳng hạn như hận thù của người trong gia tộc các ngươi đối với bản quan, cũng cần ngươi trấn an. Phạm Nhàn cười nói, ngày sau có gì an bài, ta sẽ phái người thông báo cho ngươi. Y suy nghĩ một hồi, cuối cùng căn dặn, ta biết ngươi rất e ngại quân Sơn hội. Tuy nhiên, tạm thời không nên phá hỏng mối quan hệ với đối phương, bản quan cần Minh gia các ngươi vẫn còn có vị thế trong quân Sơn hội. Minh Thanh Đạt biết lúc này mình không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời đáp ứng, đứng dậy, đi xuống dưới lầu, nhưng bóng lưng của hắn hơi gù xuống, lộ rõ vẻ già nua. Sau khi Minh Thanh Đạt đi khỏi, thủ lĩnh của Khải Niên tiểu tổ Đặng Tử Việt lao ra từ phía sau rèm, gương mặt không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Đến tận hôm nay hắn mới biết, hóa ra giữa Đề Ti đại nhân và Minh gia lại âm thầm giao kèo nhiều hiệp ước bí mật như vậy. Sau khi ngồi xuống theo lời nói Phạm Nhàn, Đặng Tử Việt há hốc miệng, sững sờ nửa ngày, mới sắp xếp được câu từ, thật không tưởng tượng nổi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, có gì mà không tưởng tượng nổi. Minh Thanh Đạt là người thông minh, biết đây là ý muốn của triều đình. Hắn hoàn toàn không có hy vọng gì chống lại được triều đình, chỉ mong dùng phương pháp hòa bình hơn để giữ lại chút kế sinh nhai cho hàng vạn người Minh gia. Còn trong điểm này giữa hắn và mẫu thân hắn có khác biệt không thể san bằng. Trong tình huống như vậy, hắn không đến tìm ta thì đến tìm ai? Đương nhiên, ta cũng đánh giá thấp hắn. Phạm Nhàn thở dài, không ngờ hắn cuối cùng lại ra bài kiểu đó. Cứ như vậy, dân chúng Giang Nam đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, Tiết Thanh cũng cảm thấy kinh hãi, còn cả xu thế trong triều đình, tất cả đều khiến chúng ta không thể tiếp tục gây áp lực lên Minh gia. Một mặt hợp tác với quan phủ, củng cố vững chắc ngôi vị chủ nhân Minh gia, một mặt lại âm thầm ra tay tàn nhẫn, kích động tâm trạng của bách tính trong thiên hạ, tạm thời bảo vệ lợi ích của Minh gia. Minh Thanh Đạt này quả không khiến ta thất vọng. Chỉ có điều, hắn đã không. Tính một điểm là hắn lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng hắn. Vấn đề nằm ở chỗ ta có hậu thuẫn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, vì vậy đến cuối cùng hắn buộc phải làm việc cho ta. Tất cả mọi người đều tính sai một điểm. Phạm Nhàn giải thích một cách nghiêm túc, kể cả những lời ta nói với Tiết Thanh, thực ra cũng chỉ là để đe dọa hắn. Các ngươi đều cho rằng lúc nào ta cũng có thể san bằng Minh gia, thực ra chuyện đó là không thể, vì thế ta mới cần lợi dụng Minh Thanh Đạt.
Đặng Tử Việt giật mình, nhìn Đề Ti đại nhân đang suy tư. Phạm Nhàn nhắm mắt một thoáng rồi mở mắt ra, chậm rãi nói, nếu Minh gia thật sự phản kháng, ta có thể làm gì? Chẳng lẽ điều hắc kỵ vào Tô Châu đổ sát Minh Viên? Không sai, ta có thể giết sạch sáu chi của Minh gia, giết tới mức máu chảy thành sông, xác chết đầy đất, nhưng chuyện này thì có ích gì cho ta? Y mỉm cười lắc đầu, sau khi chỉnh đốn một thời gian, dựa vào lực lượng của triều đình, gán cho Minh Viên tội danh tạo phản. Không đến nửa năm là có thể khiến cho toàn bộ Giang Nam câm như hến, không một ai dám nói năng gì. Triều đình sẽ thuận lợi tiếp nhận sản nghiệp đồ sộ của Minh gia, tất cả đều như kế hoạch của bệ hạ. Sắc mặt Tư Tư lạnh đi, nhưng chuyện này thì có ích gì cho ta? Đặng Tử Việt im lặng, Để Ti đại nhân lặp lại hai lần có ích gì cho ta. Hơn nữa vô thức đối chiếu kế hoạch của mình và của bệ hạ, khiến trong lòng hắn phát lạnh, không dám nói thêm điều gì. Hắn biết nếu thật sự diệt sạch Minh Viên, gây ra bão táp khủng khiếp như vậy, tuy bệ hạ cũng sẽ chấp nhận chuyện gán tội tạo phản lên Minh gia. Nhưng để trấn an lòng người ở Giang Nam, chắc chắn giám sát viện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, còn Đề Ti đại nhân cũng chẳng có quả ngọt để ăn. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 585, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân, 4. Làm việc cho triều đình, thu nạp Minh gia vào quốc khố, nhưng lại phải trả giá bằng lợi ích căn bản của mình. Phạm Nhàn sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Đây chính là lý do tại sao từ đầu ta muốn tìm Hạ Tê Phi, sau lại tìm Minh Lão Tứ, cuối cùng tìm đến Minh Thanh Đạt. Phạm Nhàn ôn tồn giải thích, tình thế ở Giang Nam trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra lại rõ ràng tới tàn nhẫn, Tiết Thanh là tâm phúc của bệ hạ, ở bên cạnh quan sát. Bản quan chỉ có thể khuấy cho nước đục thêm một chút. Thu lấy Minh ra thì phải làm theo cách hào mình. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt. Nếu làm việc quá mạnh bạo, bệ hạ có thể vứt bỏ ta bất cứ lúc nào. Ngươi cần hiểu rõ đạo lý này. Trong lòng Đặng Tử Việt lạnh như băng, càng ngày càng không hiểu vì sao Đề Ti đại nhân lại không ngần ngại mở miệng nhắc đến bệ hạ trước mặt mình. Không hiểu vì sao Đề Ti đại nhân lại muốn giải thích cho mình nghe những việc vi phạm cấm kỵ này. Chẳng lẽ đang thăm dò mình? Minh Lão Thái Quân vẫn là nhân vật quan trọng trong quân sơn hội. Phạm Nhàn tiếp tục nói, nếu bà ta còn tại vị, Minh gia sẽ không để ta chinh phục một cách bình yên. Cho nên, tuy cái chết của bà ta mang đến cho ta một chút phiền toái, nhưng nhìn tổng thể, ta vẫn sẵn lòng chấp nhận kết quả này. Phạm Nhàn nhìn vào hai mắt của Đặng Tử Việt, hạ giọng nói, người đã luôn theo sát bên cạnh ta, chắc chắn cũng biết. Ta cũng chẳng dễ dàng gì. Đặng Tử Việt thầm thở dài, cúi đầu thi lễ, không nói năng gì. Phạm Nhàn đi tới bên lan can tầng cao nhất của Tân Phong quán, khẽ híp mắt nhìn đoàn người để tang trên đường phố dưới lầu, nhìn về phía linh đường đang gấp rút thi công ở đằng xa. Biết toàn bộ Tô Châu đang tấp nập chuẩn bị tang lễ cho bà lão kia, không biết bao nhiêu như vậy quyền quý đã tập trung tại đây, đang đợi tới linh đường lễ bái. Đặng Tử Việt đứng sau lưng y, nhìn xuống cảnh dưới lầu, thở dài nói, có quá nhiều cách để đối phó với Minh gia, nhưng tình hình hiện tại dường như không phải tốt nhất. Phạm Nhàn bình thản đáp, cho nên mới nói, lúc cuối Minh Thanh Đạt ám toán ta một đòn, ngày sau ta sẽ đòi lại. Ngày này giờ này ở Giang Nam, Lão Thái Quân Minh gia tử vong một cách kỳ lạ, Minh Thanh Đạt âm thầm đầu quân cho Phạm Nhàn. Mặt sáng thì có thể Minh gia và Tín Dương vẫn vẻ bình yên, nhưng thật ra trong tối lại hoàn toàn khác so với những năm trước. Còn Phạm Nhàn trấn thủ ở Giang Nam, hai tay đã thoải mái, có thể gióng trống khua chiêng buôn lậu nội khố ra ngoài mà không phải sợ Minh gia cản trở, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Cuối cùng, cái giá mà Phạm Nhàn phải trả chỉ là danh tiếng, một thứ hư vô mờ ảo. Còn trong mắt y, bức tử Minh Lão Thái Quân sẽ khiến lòng dân rối loạn, chắc chắn bệ hạ sẽ tìm lý do để trách mắng mình một phen. Nhưng cái cách tự bêu xấu này lại là điều mà y muốn và thích ý chấp nhận. Thực ra có rất nhiều tin tức ảnh hưởng đến quyết định của Phạm Nhàn thì y hắn không nói với Đặng Tử Việt. Chẳng hạn như vì sao y không thể điều động hắc kỵ,
hoặc vì sao y phải cảnh giác với việc hoàng đế có thể vứt bỏ chính mình. Phạm Nhàn tự nhận thức rất rõ, trong thiên hạ hiện giờ, xuất hiện một quyền thần trẻ tuổi với quyền to lực lớn như y đã là một ngoại lệ. Mặc dù hiện giờ hoàng đế vẫn rất tin tưởng y, nhưng ai biết được khi nào thì đế vương đột nhiên thay đổi tâm tư. Quan sát những hành động của hoàng đế trong những năm qua, có thể thấy hắn là một người rất hay nghi ngờ. Vì vậy luôn nghiêm khắc quan sát mình, đề phòng nghiêm ngặt tránh mình phát sinh bất cứ quan hệ gì với quân đội, gọi hắc kỵ vào châu. Phạm Nhàn nở nụ cười tự mỉa mai, có nghĩ bằng mông cũng biết một khi thi triển thủ đoạn như vậy, sẽ khiến bao nhiêu người hoảng sợ. Còn những biến cố gần đây của bộ hộ trong kinh đô càng khiến Phạm Nhàn thấy rõ hơn. Trước khi hạ quyết tâm thanh trừ thế lực của trưởng công chúa, hoàng đế đã bắt đầu cảnh giác đối với sự tồn tại của gia tộc Lão Phạm. Ở kinh đô, hoàng đế không thể dùng chuyện thiếu hụt của bộ hộ để ép phụ thân từ quan. Ai biết nếu chuyện ở Minh Gia huyên náo hơn nữa, liệu có cắt bỏ quyền lực của mình hay không? Quyền lực, hai chữ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại không khác gì ma túy. Một khi nếm thử thì khó lòng thoát khỏi. Tuy Phạm Nhàn rất tỉnh táo, nhưng cũng không nỡ để quyền lực trong tay mình giảm bớt. Một mặt là vì quen với lợi ích của quyền lực, mặt khác là để bảo vệ mình, bảo vệ người khác, y cần quyền lực trong tay mình. Lùi một bước để tiến hai bước, tạm thời để danh tiếng tổn thất trước đã. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 586, Người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. 1. Người kia lạnh lùng nói, một giao dịch, rút hắc kỵ về, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tha mạng cho ngươi, trong tình huống như vậy mà mình lại nói sẽ tha mạng cho Phạm Nhàn. Trừ phi hắn là kẻ ngu mới có tự tin như vậy. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, đối phương tuyệt đối không phải kẻ ngu. Vậy chắc chắn đối phương có khả năng giết mình. Cho nên Phạm Nhàn thậm chí còn mỉm cười, hỏi, Hải Đường có khỏe không? Người kia đột nhiên nhìn y một cách rất kỳ quái, ta rất ít khi giết nữ nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nói, vậy thì tốt, thà, rất đột ngột, một chữ thà không hề có dấu hiệu. Các kiếm thủ thuộc lục sử, giám sát viện buông lỏng cơ quan trong tay. Hơn 30 mũi tên đã bôi độc chia thành 3 đợt liên tiếp bắn ra, như cơn mưa tử thần dày đặc, nhắm về phía cái bàn kia. Chu Tiên Sinh hay quân sơn hội gì gì đó đều không đáng quan tâm, chỉ cần giết được người trước mặt, Phạm Nhàn cảm thấy bất cứ giá nào cũng đáng. Hăng hái thật, khóe môi y bỗng cười khổ. Thành Tô Châu lại bắt đầu mưa, nghe nói trên Thượng Du Đại Giang trận mưa còn lớn hơn. Tâm tư của quan viên triều đình đều tập trung trên con đê thủng trăm ngàn lỗ ở Sa Châu. Tuy Phạm Nhàn đang ở Tô Châu, nhưng ánh mắt y vẫn không khỏi dõi sang nơi đó. Dương Vạn Lý đã tới nhà môn tổng đốc Hà Vận nhận chức, bạc từ nội khố đã được điều chuyển đến, tiền từ quốc khố cũng đã tới. Tiền bạc cho việc trị thủy chưa bao giờ phong phú như năm nay, chỉ có điều năm nay thời điểm bắt đầu tu sửa quá muộn. Không biết liệu có thể ứng phó được với nước lũ mùa hè hay không. Trời mưa to, hơi nóng vừa tới Giang Nam lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo của lúc xuân tàn. Đối với bách tính ở Giang Nam, những cơn mưa này chỉ làm thêm vào nỗi đau thương căm giận ứ đọng trong lòng họ. Nhưng không mấy ai nghĩ đến những nạn dân Thượng Du Đại Giang năm ngoái không có nhà để ở, không có quần áo để mặc. Bởi vì lễ tang của Minh Lão Thái Quân sắp được tổ. Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát tất cả những điều này, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau Đặng Tử Việt, cả giám sát viện, phủ tổng đốc và đám thủ hạ trong nội khố truyền vận ti đều khuyên bảo y, tốt nhất nên đến linh đường thắp nén hương. Khâm Sai đại nhân mà thể hiện thái độ, còn dân Khánh Quốc vốn kính nể và quy phục, chắc chắn sẽ không gây rối nữa. Nhưng lần này Phạm Nhàn quả quyết từ chối đề nghị đó, bởi vì theo quan điểm của y, chỉ là một lễ tang của mụ già mà không chịu chết đâu tính là gì. Chỉ là một người chết, còn nếu việc ở thượng nguồn Đại Giang không được giải quyết cẩn thận, ai mà biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết. Đối với thái độ này của Khâm Sai đại nhân, tất cả quan viên đều than thở,
nghĩ thầm chẳng lẽ Khâm Sai đại nhân không nhận ra dòng chảy âm ỉ đang phun trào trong dân gian. Tới cuối tháng, trong minh viên vang lên tiếng khóc than, có vải trắng treo cao, linh đường rộng mở, đã hết hạn cúng tuần. Kỳ hạn 7 ngày đặt linh cữu là bắt buộc, đó là thời gian báo tang, theo quy củ mai táng của Khánh Quốc, sau 7 ngày, cần phải báo tang sự cho tất cả bạn bè thân hữu, thậm chí kẻ địch. Cho khi còn sống hai bên có bất cứ thù hận gì, nhưng quy củ báo tang này không thể miễn được. Bản ý của nghi thức này là người đã chết thì ân oán tình thù cũng phai mờ. Thường thì nếu kẻ thù còn sống sẽ mượn việc biết tin báo tang, tự mình đến linh đường lễ bái, coi như đã kết thúc mọi ân oán khi còn sống, từ đây âm dương cách biệt, hai bên không còn liên hệ. Đám quan lại quyền quý vẫn đang chờ trong thành Tô Châu đợi minh viên phát tang, giờ đều nhận được tấm thiệp trắng do minh viên gửi tới, bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc, thay đổi diện mạo, đi về phía minh viên. Mọi người đều chăm chú quan sát hoa viên. Bởi vì theo quy củ và thân phận của Minh Lão Thái Quân, chắc tấm thiệp báo tang cũng được gửi đến hoa viên, đưa tới tay Khâm Sai đại nhân. Còn rốt cuộc Khâm Sai đại nhân định làm thế nào, phải xem y xử lý tấm thiệp trắng này ra sao. Không ai nghĩ tới, khi Minh Viên gửi thiệp trắng đến hoa viên chỉ lễ phép tiếp vị Minh Tam gia vào, uống một chén trà, sau đó đưa Minh Tam gia ra ngoài, tấm thiệp trắng thì lại không nhận. Minh Tam gia đứng ngay ngoài cửa hoa viên nổi cơn thịnh nộ, mắng một trận thô tục ô uế, sau đó hung hăng nhổ một ngụm nước bọt trên thềm đá trước cửa hoa viên. Ngay lập tức có hạ nhân bước ra dùng nước sạch rửa bay cục đờm kia. Vạn sự vạn vật trên thế gian đều không thể vượt qua một chữ lý. Còn trong lòng người bách tính, kính trọng người chết là lẽ thường tình. Khâm Sai đại nhân không nể mặt người đã khuất như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác kinh ngạc và phẫn nộ. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 587, Người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn, 2. Điều khiến mọi người càng phẫn nộ và không tưởng nổi là cho dù linh đường của Minh Lão Thái Quân chưa mở, nhưng giám sát viện đã lại ra tay. Bắt Minh Lục người cầm đầu trong vụ việc phản kháng lục soát tại Minh Viên, danh nghĩa là điều tra gian tế Đông Di. Cứ như vậy, không chỉ Tô Châu Phủ, mà ngay cả Phủ Tổng Đốc cũng khó lòng phát biểu điều gì. Hơn nữa, sau khi giám sát viện bắt Minh Lục ra, hắn được gửi tới Thủy Sư Sa Châu để giám sát, chứ không được giao cho địa phương. Không biết có ai dẫn dắt hay không, nhưng từ ngày hôm sau, liên tiếp có dân chúng tụ tập trước hoa viên. La ó chửi rủa, hô vang những khẩu hiệu không rõ ý nghĩa, như là trừng phạt thủ phạm thật sự, thả người vô tội, vân vân. Điều làm người ta đau đầu hơn là các học sinh, sĩ tử ở Giang Nam cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Học sinh trẻ tuổi vốn nhiều nhiệt huyết. Hơn nữa hành động gần đây của Tiểu Phạm đại nhân đã khiến những học sinh này có cảm giác thần tượng tan vỡ, càng phẫn nộ không thôi, cao giọng la ó, chỉ trích dữ dội. Hoa viên vẫn yên tĩnh như mọi khi, ngược lại là nha môn tổng đốc khu vực Giang Nam lo sợ dân chúng nổi dậy. Đã điều một đội binh sĩ canh gác trước hoa viên, đuổi những sĩ tử phẫn nộ và kích động này tới phía cuối con đường. Xế chiều hôm đó, tổng đốc Tiết Thanh được trọng binh bảo vệ, vượt qua đám đông kích động và bước vào hoa viên. Trong thư phòng, hắn và Phạm Nhàn hai người tranh cãi suốt nửa ngày, kết quả là không ai thuyết phục được người còn lại. Cuối cùng Tiết Thanh bất đắc dĩ hỏi, cứ kích thích dân chúng vây quanh trang viên không chịu đi như vậy, thì còn gì là thể diện của triều đình nữa? Phạm Nhàn lạnh lùng đáp, bao vây hoàng tử, ý đồ bất chính, nếu ngươi không động binh thì ta sẽ phải động binh. Tiết Thanh ngớ người, lúc này mới nhớ ra trong minh viên vẫn còn một vị tam hoàng tử. Để mặc dân chúng Tô Châu vây quanh hoa viên, tin tức này mà đưa về kinh đô, hắn cũng chẳng cần làm tổng đốc nữa, mà những sĩ tử dẫn đầu kia chỉ sợ cũng phải trả giá bằng vài cái mạng. Còn hắn thân là tổng đốc Giang Nam, tuyệt đối không dám bỏ mặc địa phận của mình xuất hiện sự việc đáng sợ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Tiết Thanh thành khẩn hỏi, bây giờ nên làm thế nào? Dựa theo tâm cơ lão luyện của Tổng đốc Tiết Thanh,
thu phục một số học sinh bị nhiệt huyết làm cho mê muội đầu óc chuyện nhỏ. Điều quan trọng là hắn hiểu được, rõ ràng việc này cho thấy Phạm Nhàn cố ý tạo ra bầu không khí như vậy. Đã không biết mục đích thật sự của Phạm Nhàn thì hắn cũng không cần phải can thiệp vào, đẩy bản thân rơi vào cục diện hỗn loạn này. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ta cũng không muốn làm khó bọn họ. Nhưng trời cứ mưa như thế này, đêm lạnh như dao cắt, nhiệt huyết cũng sẽ nguội đi, bọn họ cũng tự giải tán. Tiết Thanh khẽ nhíu mày, nếu không giải tán thì... Phạm Nhàn cười lạnh nói, lòng căm hận không thể ăn cơm, đến buổi tối còn không giải tán thì chứng tỏ đám người vây quanh hoa viên không phải dựa vào lòng căm thù, mà là có mục đích khác. Những người đó nấp trong bóng tối, mục đích mà chúng muốn đạt tới cũng rất đơn giản. Không tới mức kích động dân chúng nổi loạn, chỉ cần để phản ứng của bách tính càng lớn một chút, để sự tình lan truyền trở lại kinh đô, dẫu sao bệ hạ cũng có một phản ứng mới đúng. Tiết Thanh trầm ngâm suy nghĩ, lập tức hiểu được ý đồ của Phạm Nhàn, nói, chuyện này có cần phủ tổng đốc ra tay không? Phạm Nhàn lắc đầu, đây là chuyện mang tiếng xấu, ta tự mình chịu trách nhiệm là đủ. Đại nhân, ngài cứ trông coi hoa viên thôi liền đủ rồi, dù sao an toàn của Tam Điện Hạ cũng rất quan trọng. Tiết Thanh thầm hiểu, trong lòng không khỏi kinh ngạc và chấn động. Nếu theo lẽ thường trong giới quan trường, chuyện đàn áp dân chúng nổi dậy, thường thì là mọi người phải cùng nhau che đậy với bên trên. Nhưng Phạm Nhàn lại thể hiện thái độ đơn độc cứng rắn, quả thực đã khiến áp lực của chính mình giảm đi rất nhiều. Bàn bạc xong xuôi, Tiết Thanh cáo từ rời khỏi. Phạm Nhàn ngồi một mình trong thư phòng, đột nhiên không kìm được nở nụ cười tự mỉa mai. Hải Đường đã đi khá nhiều ngày mà vẫn chưa trở về, không thể nắm bắt được hắn Chu tiên sinh. Vụ việc ở Minh Viên lần này đã mất đi 1/3 lợi ích. Còn đối với dân chúng Tô Châu đang tức giận, Phạm Nhàn hoàn toàn không đếm xỉa. Có Minh Thanh Đạt ở bên kia điều hướng, chắc chắn sự việc sẽ không vượt qua vạch giới hạn. Vấn đề là, rõ ràng phía sau động thái của quần chúng lần này có rất nhiều người ẩn mình trong bóng tối. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 588, Người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. 3. Không ai kích động và xúi dục thì làm sao dân chúng bé nhỏ đã quen với cách sống nhún nhường của triều đình Đại Khánh ta lại có dũng khí đến hò hét trước phủ Khâm Sai đại nhân. Đối với việc này, Phạm Nhàn đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ lại nhận được câu trả lời khẳng định từ Tiết Thanh, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Mọi việc quả thật không ngoài dự đoán của Phạm Nhàn. Sắc trời gần hoàng hôn, đám đông bên ngoài dần dần giải tán đi, chỉ còn lại những người đội khăn vuông trên đầu. Gương mặt mang vẻ nghĩa khí phấn khích của học sinh, cùng với một số người dân không rõ thân phận lẫn lộn vào đó. Dưới sự giám sát của lực lượng quân đội phủ tổng đốc, những người này chỉ có thể tụ tập ở cuối con đường. Họ đọc kinh văn, phẫn nộ chỉ trích Khâm Sai đại nhân đã coi thường mạng người, gây họa cho bách tính Giang Nam. Không biết ai đã khởi xướng, đám đông dần trở nên kích động, tiến sát về phía hoa viên. Trong lúc nhất thời quân sĩ của phủ tổng đốc không dám nặng tay, từ từ lui về phía sau. Càng ngày càng gần hoa viên, đám đông dừng lại, tiếng động ồn ảo vang khắp nơi, đủ những lời lẽ khó nghe đều được phun ra. Có điều đám học sinh này không phải toàn là kẻ ngốc, biết mắng thì mắng, có mắng giám sát viện làm sao cũng được nhưng không liên quan gì tới tổ tông 18 đời của Phạm Nhàn. Mọi người đều biết, tổ tông của Phạm Nhàn chính là tổ tông của Hoàng đế, có thể chửi giám sát viện mà văn nhân trong thiên hạ đều căm ghét tới tận xương tủy, nhưng chửi tổ tông 18 đời của Hoàng đế. Mọi người chỉ muốn chút giận cho lão thái quân đã chết oan chết uống chứ không ai muốn kéo cả tính mạng mình vào đó. Hoa viên vẫn yên lặng như cũ, loáng thoáng thấy ánh đèn le lói bên trong kèm tiếng nhạc xuyên qua làn mưa bụi vọng tới. Binh sĩ của phủ tổng đốc đã sẵn sàng đón địch, tay lăm lăm cây đuốc, chiếu sáng lên khu vực bên ngoài hoa viên. Mưa như sợi chỉ, đã khiến đám học sinh lưu lại bên ngoài hoa viên ướt nhẹp. Bọn họ quay sang nhìn nhau, lau khô nước mưa trên mặt, có vẻ không thể tin vào lỗ tai mình. Thành Tô Châu đã như vậy,
bọn họ đã như vậy rồi mà Khâm Sai đại nhân vẫn có tâm trạng nhàn nhã ung dung. Như vậy, mình thì đang dầm mưa, Khâm Sai đại nhân thì đang nghe kịch. Không hiểu sao đám học sinh lại nổi cơn thịnh nộ, tiếng mắng chửi tức giận vừa tạm ngừng vì mệt mỏi, giờ lại cất cao. Ngay trong tiếng mắng chửi này, một người mặc áo màu xám lẫn vào trong đám người, con ngươi đảo qua một vòng, rút từ trong lòng ra một vật rồi ném vào trong hoa viên. Vật kia rơi vào trong hoa viên, chỉ phát ra tiếng động trầm trầm, không hề âm thanh vang vọng gì. Ngược lại, bên trong hoa viên lại có tiếng chửi như sấm, con mẹ nó ai ném túi máu chó vào đây. Ném máu chó, đây là một thủ đoạn lăng mạ thường thấy nhất, mặc dù trông như trẻ con đang giận dỗi, nhưng ném vào hoa viên chỗ ở của Khâm Sai thì lại thành lớn chuyện. Đám học sinh cũng ngây ra như phỗng, tiếng mắng chửi tạm dừng, thầm nghĩ không biết bạn học nào mà dũng cảm đến như vậy. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, ba bóng đen đã lướt qua trên hoa viên. Chính là ba kiếm thủ của lục sử thuộc giám sát viện, lạnh lùng quan sát những kẻ gây rối đang đứng dưới đường. Mọi người im lặng trong chốc lát, đột nhiên có người hét lên, giám sát viện muốn giết người rồi. Chúng ta! Một bóng đen xông vào đám người, tiếng hô kích động bỗng chốc tắt lịm, như một con vịt bị ai đó nắm chặt lấy cổ họng. Đám người giật mình kinh hãi, tách ra, để lộ ra một đại hán mặc áo vải thô. Cánh tay gã đang nắm lấy cổ họng một kẻ mặc áo xám, lạnh lùng bước ra. Đại hán mặc áo thô kia chính là Cao Đạt, thủ lĩnh hồ vệ, phụng lệnh Phạm Nhàn theo dõi những kẻ kích động gây rối bên ngoài. Với bản lĩnh của hắn, bắt người chỉ dễ như trở bàn tay. Hắn ném người mặc áo xám về phía trước, đạp một chân lên ngực hắn, chỉ nghe tiếng xương sườn nứt gãy vang lên. Đám học sinh chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này, nhiệt huyết dâng lên đầu, bao vây Cao Đạt. Vào giữa, lớn tiếng la hét, giết người rồi. Giám sát viện giết người rồi. Tình cảnh này khiến các quan tướng của phủ tổng đốc xung quanh giật bắn mình, thúc ngựa tiến lên, sẵn sàng tiến hành đàn áp bất cứ lúc nào. Cao Đạt lạnh lùng nắm lấy kẻ mặc áo xám, lắc như cách lắc một cái bao tải, đinh đinh đang đang, vài thứ gì đó không rõ không ngừng rơi ra từ trên người hắn. Thứ nhất, hắn chưa chết. Trả lời câu nói của Cao Đạt là tiếng rên rỉ của kẻ mặc áo xám, khiến tâm trạng của đám học sinh dịu đi một chút. Cao Đạt lạnh lùng nói, thứ hai, các ngươi đến đây để tìm công lý, còn người này đến đây để dụ Khâm Sai đại nhân giết các ngươi, mục đích khác nhau nên cách đối xử cũng khác nhau. Đây là nguyên văn lời của đại nhân. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 589 Người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. 4 Bấy giờ đám học sinh mới tỉnh táo lại, nhìn lên trên, không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trên người kẻ mặc áo xám kia không chỉ có túi đựng máu chó rơi xuống mà còn có cả mồi lửa và dầu đèn. Lúc này mọi người mới hiểu, nếu để người này tiếp tục lẻn trong đám đông gây chuyện không khéo sẽ đốt cháy hoa viên. Trong hoa viên này có hoàng tử và Khâm Sai đại nhân, đám người bọn họ cũng sẽ bị triều đình giết chết dưới danh nghĩa nổi loạn. Nguyên văn một câu khác của đại nhân, Cao Đạt lạnh lùng nói. Mọi người bị khí thế của hắn khiến chấn nhiếp, nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng có bất bình thì phải phát tiết, đây là bản tính của người trẻ tuổi. Ta không trách các ngươi. Cao Đạt tiếp tục truyền đạt lời của Phạm Nhàn, nhưng nếu bị người khác xúi dục, không biết chân tướng, thế thì ngu dốt tới mức nào. Nếu lòng có bất bình, thì phải tìm đúng con đường để biểu đạt. Cứ lao nhao ồn ào như bà lão ngoài chợ, đúng là tự bôi nhọ mặt mũi mình. Đám học sinh nghe xong mấy câu này, cảm thấy không phục. Một học sinh có vẻ là thủ lĩnh ngang nhiên bước ra, giám sát viện làm việc bất công, bức tử mạng người. Chúng ta đã từng tố cáo lên phủ Tô Châu, nhưng các quan lại lại bao che cho nhau. Hơn nữa, phủ Tô Châu sợ quyền lực của giám sát viện, không dám nhận đơn kiện. Xin hỏi Khâm Sai đại nhân, còn con đường nào khác cho chúng ta chút bầu bất bình? Cao Đạt lạnh lùng nhìn người kia một cái, đại nhân nói, nếu đã có dũng khí tụ tập ở ngoài hoa viên để gây rối, liệu có dũng khí bước vào trong trang hoa viên để thảo luận không? Đám học sinh lập tức náo loạn, có người nói không nên vào,
có người nói nhất định phải vào, mỗi người nói một kiểu, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía học sinh vừa ra mặt trước đó. Người này là học sinh của Bạch Lộc Học viện ở Giang Nam, tên là Phương Đình Thạch, xuất thân bần hàn nhưng rất có kiến thức, luôn được bạn bè đồng lứa tán thưởng, ngầm coi như thủ lĩnh của các học sinh. Phương Đình Thạch suy nghĩ một chút, cắn răng lấy từ trong lòng ra mấy huyết thư của dân chúng mà hắn thu thập được trong những ngày qua, giơ cao trên đầu, nói, học sinh xin được vào hoa viên thảo luận với đại nhân. Cao Đạt mặt mày không chút biểu cảm nhìn hắn một cái, kéo theo gã mặc áo xám kia đi vào trong hoa viên. Phương Đình Thạch thoáng chút bất an, nhưng vẫn dốc hết dũng khí bước vào, đồng thời khuyên can các bạn học muốn cùng hắn đi vào. Phạm Nhàn nhắm hờ đôi mắt ngồi trên ghế thái sư, tận hưởng cảm giác tư tư nhẹ nhàng xoa bóp phía sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo lời hát của vị đại gia thanh khúc trong đình viện. Giải thích, Thương Châu thanh khúc là một trong những hình thức nghệ thuật cổ xưa của người Hán có ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực Thương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hết giải thích. Bên dưới tay hắn là vị Phương Đình Thạch cực kỳ to gan, dám một thân một mình tiến vào hoa viên để đòi lại công bằng ở chỗ Từ Khâm Sai đại nhân hắn đang lật xem qua một số tài liệu. Gương mặt lúc xanh lúc trắng, bờ môi run rẩy như bị những điều ghi chép trong tài liệu làm choáng váng. Phạm Nhàn chậm rãi mở hai mắt, nói, đây là cơ mật của triều đình. Chẳng qua có rất nhiều chứng cứ không tiện đưa đến Tô Châu Phủ, rất nhiều người đã chết không còn ai đối chứng, rất nhiều người quyền quý trong triều đình bị liên lụy. Bản quan cũng không thể quang minh chính đại đập tan cái bảng hiệu của Minh Viên. Có điều, người đã có dũng khí kéo một nhóm học sinh đến đòi lại công bằng, xem ra cũng không phải loại ngu xuẩn. Sau khi đã xem qua nhiều tài liệu như vậy, rốt cuộc Minh Viên đã làm gì, chắc người cũng có phán đoán riêng của mình. Thứ Phương Đình Thạch cầm trên là những gì mà giám sát viện thu thập được trong suốt nửa năm âm thầm điều tra Minh Viên, bao gồm cả hải tặc trên hòn đảo ở Đông Hải. Cái chết bí ẩn của tiểu thiếp Minh Lan Thạch, câu chuyện giữa Hạ Tê Phi và Minh Gia, Minh Gia buôn lậu tới Đông Di Thành, Tứ Cố Kiếm âm thầm phái cao thủ xâm nhập Giang Nam ám sát Phạm Nhàn. Mỗi điều đều được ghi chép rõ ràng. Tuy đúng như Phạm Nhàn nói, những ghi chép này thiếu chứng cứ phụ trợ, không thể trình lên công đường làm bằng chứng. Nhưng Phương Đình Thạch thầm hiểu, những điều viết trên này chắc chắn là sự thật. Đôi tay cầm quyển hồ sơ của hắn run lên lẩy bẩy, nói, nhưng không phải như vậy. Minh Lão Thái Quân đã viện trợ Giang Nam, giúp đỡ không biết bao nhiêu học sinh nghèo khó. Học sinh từ nhỏ đã bần hàn. Nếu không nhờ Minh Viên tặng gạo hàng tháng, cho ta đọc sách, làm sao ta vào được Bạch Lộc Học viện? Đôi mắt hắn ửng đỏ, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy tức giận, nói, Khâm Sai đại nhân, hôm nay học sinh đã dám vào hoa viên thì cũng không nghĩ đến việc sống sót để ra khỏi đây. Học sinh hoàn toàn không tin những điều ghi chép trên đây, giám sát viện giỏi nhất là âm thầm gán tội cho người khác. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện. Sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 590, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. 5. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, không một lời đáp lại. Phương Đình Thạch cũng không thể nói thêm được gì nữa. Kể từ khi ta tiếp quản giám sát viện, đã bao giờ có chuyện bịa đặt bằng chứng phạm tội, âm mưu hại người? Phạm Nhàn châm chọc nói, về phần ngươi, thân là học sinh, ngươi phải có năng lực phán đoán độc lập. Đừng tin lời người khác nói, đừng tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, chỉ cần xem xét tình hình nhiều năm qua và dùng đầu óc của ngươi. Đương nhiên, các ngươi vốn không có đầu óc, Phạm Nhàn trách mắng, nếu các ngươi có đầu óc, đã không bị người khác xúi dục đến vây quanh hoa viên. Đây là nơi nào? Đây là hành dinh của Khâm Sai, là hành cung của hoàng tử. Bản quan có chém 300 cái đầu của các ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng thì các ngươi chết, danh tiếng của bản quan cũng mất, khiến cho đám thương nhân âm thầm làm trái pháp luật được lợi. Y tức giận chỉ thẳng vào mũi Phương Đình Thạch mắng, tất cả các ngươi đều là một lũ ngu xuẩn, không biết đọc sách nhiều năm như vậy là đọc đi đằng nào. Nổi giận chỉ là giả bộ, bởi vì Phạm Nhàn biết đám học sinh rất dễ bị cái điệu bộ này lừa gạt. Đúng như dự đoán, Phương Đình Thạch lúng túng nói,
Khâm Sai đại nhân dạy đúng lắm. Hắn suy nghĩ lại. Khâm Sai đại nhân không những không đàn áp học sinh mà ngược lại còn mời mình vào phủ. Tấm lòng Khâm Sai thật sự chân thành trong sáng. Hắn cười khổ nói, đại nhân lòng dạ thật thẳng thắn. Phạm Nhàn nhắm mắt lại lắc đầu nói, lòng dạ của ta không thể nói là thẳng thắn. Chẳng qua các ngươi còn quá trẻ, ta không muốn dùng những thủ đoạn kia. Còn việc hôm nay, ta có thể tha thứ cho các ngươi. Hắn đột nhiên mở mắt ra nói, chắc ngươi cũng biết Phạm Môn Tứ Tử của ta là những ai. Phạm Môn Tứ Tử, Hầu Quý Thường, Thành Giai Lâm, Sử Xiền Lập và Dương Vạn Lý. Sau vụ án kỳ thi mùa xuân, bọn họ đều nhảy lên thành môn sinh của Phạm Nhàn. Đây là chuyện ai ai cũng biết. Phương Đình Thạch gật đầu. Phạm Nhàn cười. Bốn vị học sinh này tuổi đều lớn hơn ta, nhưng đều gọi ta là thầy. Nhớ lại năm xưa, Quý Thường cũng từng gây rối ở Giang Nam, giống như ngươi hôm nay vậy. Phương Đình Thạch giật mình. Cuối cùng Phạm Nhàn nói, không phải ta tiếc tài, có lẽ là nhìn thấy ngươi mà ta nhớ lại quá khứ. Chờ Phương Đình Thạch đi khỏi, Tư Tư cau mày nói, thiếu gia, đám người này quá không biết điều, sao ngài vẫn khách khí như vậy. Phạm Nhàn lắc đầu nói, đúng là danh tiếng không quan trọng, có điều trong vấn đề học sinh, ta vẫn phải kiêng kỵ một chút. Tương lai trong đó sẽ có những người đỗ đạt, cũng sẽ vào triều làm quan. Ta không chỉ nghĩ cho mình, mà còn phải nghĩ cho điện hạ. Tư Tư lại nói, vậy thì việc này bỏ qua như vậy à? Khóe môi Phạm Nhàn nở nụ cười ôn hòa, nói, nếu Phương Đình Thạch có thể thuyết phục đám học sinh trở về, thì chứng tỏ hắn có năng lực, sau này nhất định phải bồi dưỡng một chút. Còn lũ quỷ lẫn trong đám người, ta còn đang chờ bọn chúng. Bên phía Minh Thanh Đạt phái người đưa tin từ lâu, thực ra trong minh viên đã được kiểm soát gần hết. Vấn đề là bây giờ trong thời gian ngắn khó mà dập tắt được lời đồn đại trong thành Tô Châu, đặc biệt là những kẻ gây rối này, chắc chắn có người cố tình thúc đẩy. Đừng dùng đao. Phạm Nhàn xoay người sang chỗ khác, căn dặn Cao Đạt, những cây gậy gỗ mà ta bảo các ngươi chuẩn bị vài ngày trước sẽ hữu ích hơn. Chuyện trấn áp kiều này, phải đánh cho đau, nhưng không được làm chảy máu. Chuyện gì cũng vậy, khi thêm vào hai từ chảy máu, sẽ khá là rắc rối. Sau khi rời Minh Viên, Phương Đình Thạch đến nói chuyện với đám học sinh một lúc lâu, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn không thể thuyết phục tất cả mọi người. Ngược lại, bị một số học sinh bỗng có ý nghi ngờ liệu có phải hắn sợ hãi quyền lực của triều đình hay không, lại có một số kẻ lẫn trong đám đông nói mấy lời quái gở khích bác. Sau cơn tức giận, Phương Đình Thạch lại cảm thấy tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải làm thế nào, không còn cách nào đành dẫn theo các bạn học thân thiết rời khỏi Minh Viên trước. Quần chúng vây quanh Minh Viên biểu đạt cơn thịnh nộ giờ chỉ còn lại một nửa. Có chuyện túi máu chó lúc trước, các quan tướng phủ tổng đốc càng canh gác nghiêm ngặt. Không biết bao lâu sau, từ trong hoa viên đột nhiên có một nhóm người đông đảo lao ra, tay cầm gậy gỗ, đánh liên hồi lên người đám học sinh vẫn còn vây quanh không chịu đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la thảm thiết vang lên không ngừng nghỉ, tiếng gậy đánh vào da thịt liên miên không dứt. Tuy người của giám sát viện không hạ thủ quá nặng, đám học sinh cũng không bị thương nghiêm trọng, nhưng những học sinh ngày thường chỉ đắm chìm trong kinh văn làm sao chịu đựng được hình thức giáo dục bằng gậy gộc này. Bọn họ gào khóc, bị đánh chạy mất hút, trước cửa hoa viên lập tức trở lại yên tĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.